Xin chào quý anh chị và các bạn đến với channel của Hùng Xe Hơi. Thì hiện tại thì trước mặt em đây nó là chiếc Hyundai Creta phiên bản tiêu chuẩn đỏ. Thì trong video này em sẽ cập nhật đến anh chị chính sách giá của Creta cũng như là các cái phiên bản màu xe sẵn giao của phiên bản tiêu chuẩn, phiên bản đặc biệt và cao cấp. Thì Creta phiên bản tiêu chuẩn hiện tại bên em đang có sẵn màu giao như là màu đỏ, màu đen và màu trắng. Màu trắng bên em còn một xe phiên bản 2022 giá cực kỳ là tốt. Màu trắng bản 22 bên em bán với giá là khoảng 590 triệu. Và phiên bản 2023 các màu đỏ đen thì bán với giá là khoảng 620 triệu ạ. Thì với mức giá lăn bánh tại thị trường Bắc Ninh, Bắc Giang thì vào khoảng 686 đến 687 triệu cho phiên bản tiêu chuẩn. Phụ kiện bên em tặng kèm với anh chị đó là phim cách nhiệt, trải sàn da, bọc vô lăng, phim này là phim Nissan của Mỹ, bảo hành 10 năm cho anh chị. Thì về phiên bản tiêu chuẩn này thì bên em cũng có sẵn những cái công nghệ như là đèn nổ từ xa, rồi thì xuống kính, lên xuống kính, kính lái bằng chìa khóa, cảm biến áp suất lốp và có trang bị màn hình điện tử, màn hình kỹ thuật số giải trí trung tâm, đó là màn hình 10,25 inch, màn hình kỹ thuật số, full kỹ thuật số. Cũng sẽ có đèn tự động cho anh chị và phanh tay điện tử, giữ phanh auto hold. Và ghế của bản tiêu chuẩn này cũng được trang bị đó là ghế da, đầy đủ, rất là đầy đủ các công nghệ. Và gương ngoài của xe thì tích hợp chỉnh điện, gập điện tự động và sấy gương. Đến với hàng ghế sau thì anh chị có thể thấy là có cổng sạc không dây, cổng sạc USB, rồi có cửa gió điều hòa ghế sau và cái độ ngả lưng ghế hàng ghế sau rộng rãi và với độ ngả lưng ghế cực tốt. Về phần đèn hậu thì cũng được trang bị cụm đèn hậu dạng LED, rồi có đèn báo phanh trên cao, tích hợp camera lùi kèm cảm biến lùi, ba cảm biến. Cốp xe rất là rộng giúp anh chị để đồ cũng như là hàng hóa phục vụ tốt cho những chuyến hành trình dài. Phiên bản tiêu chuẩn thì em cũng báo giá trên rồi, đến phiên bản đặc biệt thì các màu xe sẵn giao của phiên bản đặc biệt như là màu đặc biệt thì em có sẵn màu màu đen.